Hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu bạn chiếc vỏ chìa khóa thay thế cho hãng xe Hyundai. Thì đây là chiếc vỏ giúp các bạn sẽ thay thế cái vỏ cũ của chìa khóa xe các bạn đang dùng và giúp chìa khóa trở nên mới hơn. Thì cái chiếc vỏ này được bán gồm các bộ phận sau. Chúng ta thấy có bộ phận chìa. Cái chìa này các bạn có thể đi đánh lại hoặc là các bạn có thể lấy cái chìa cũ sang các bạn thay thế vào đây. Và chìa khóa này có 3 cái nút bấm là khóa, mở cốp và mở khóa. Khóa này là dạng khóa gấp, rất là gọn. Để thay thế cái khóa cũ, các bạn sẽ cậy cái phần nắp này ra và chuyển cái mạch điện sang từ cái khóa cũ sang khóa mới. Đây chúng ta thấy có cái phần khay pin và cái phần mạch điện. Và sau đó bạn đậy cái nắp này vào. Có thể vặn thêm ốc đây để cho chắc. Chúng ta được bán kèm ốc cùng với cả cái phần mã hiệu hay là cái tem mác cùng cái logo gắn vào đây. Và chúng ta sẽ có là của hãng Hyundai. Thì đây là cái vỏ chìa khóa thay thế rất là tiện lợi và nhỏ gọn, giúp các chìa khóa bạn trở nên mới hơn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chi tiết sản phẩm các bạn có thể tham khảo tại gia dụng nhà việt.com. Xin chào và hẹn gặp lại.